Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với anh em để chiến trên cái con sáo thắng thứ bài này và hướng dẫn cho anh em những cái công thức nó bản hoặc là những cái công thức mà nó hiệu quả nhất. Ok, thì qua là mình hơi mệt khi mà chạy ở ngoài cả ngày, thế nên là mình hướng dẫn cho anh em cách đánh bài cái công thức cầu đen trắng cho nó đơn giản. Nay thì đỡ mệt rồi anh em ạ. Thì gọi là single một và tổng hợp single. Ok, công thức này thực ra là ngày hôm kia mình đã dùng cho anh em rồi, nhưng mà hôm qua thì là do cái vấn đề là sức khỏe nên là mình cũng không hướng dẫn được chi tiết cho anh em công thức single một này. Đấy, thì nay bù thì nhá. Ok, thì trước khi vào để bắt bằng công thức single một này, mình sẽ nói qua cái công thức single một và tổng hợp single này anh em sẽ đánh kiểu gì. Đấy, đầu tiên nhá, anh em sẽ lấy cái con single một và tổng hợp single này cộng lại với nhau để tính thuận nghịch. Tính toán thuận nghịch như nào thì mình đã ghi bên trán này rồi. Đấy. Nếu mà cộng với nhau đúng không? Ví dụ 7 cộng 2 đi, lẻ là 11 là một con nghịch, chuẩn không? Anh em giống với công thức bên trán này xem nó có chuẩn không nhá. Tại vì là nếu mà cộng với nhau, lẻ ra tài là một nghịch, lẻ ra xỉu là một thuận, chẵn ra tài là một thuận, chẵn ra xỉu là một nghịch, nó đơn giản không anh em? Ok, nha, cái tên này gãy à? Đấy. Và bên cạnh cái công thức sinh hợp một và tổng hợp sinh hợp ấy, thì mình còn hướng dẫn cho anh em một cái câu thần chú nữa. Đây, câu thần chú hai con giống nhau đấy nhau. Tỷ lệ bẻ với con ngược lại là 80%, con này chưa bẻ con sau sẽ bẻ tỷ lệ 90% anh em ạ. Ok, đấy. Nhưng mà con này mình vào thì 2:15 được cạnh nhau đúng không? Mà nó chưa bẻ một con xỉu anh em ạ. Thì con tiếp theo đây mình sẽ có tỷ lệ ăn một con xỉu với tầm khoảng là 90%, được chưa? Ok. Thì cái công thần chú này nhá, cái công thần chú này anh em đánh cứ song song nhá, thì công thức sinh hợp một và tổng hợp sinh hợp là được. Đấy, miễn là anh em đánh hợp lý. Con hợp lý như nào thì đây mình sẽ vào hướng dẫn chi tiết cho em đây. Ở đây có 2:15 được cạnh nhau này. Đấy, thì cái con này đánh 5M không được rồi, con này phao 15M được nhỉ. Hay là 25M đấy, 90% tỷ lệ ăn mà anh em. Đấy, nên là mình sẽ đánh nó to anh em ạ. Được rồi, chốt luôn 25M nhá. Cái số tiền cuối cùng mình vào là 25M, không phải 15, ok chưa, không phải 10, 15M. Mà vào luôn nửa vốn đi. Vốn mình 50M mà mình vào 25M, hoặc là chứng tỏ là như nào? Chứng tỏ là nó có tỷ lệ ăn cực kỳ cao. Đấy, nên là mình có thể vào như này được. Chứ không phải là tự nhiên mình lại vào tiền như này được đâu anh em ạ. Không phải tự nhiên mà mình thích thì mình lại vào 25M, mình không thích thì mình lại vào 5M đâu. Đấy, nó phải có lý do cả, được chưa? Ok, ngay con đầu, ngay hai con đầu mới đúng luôn, đã lãi được ngon như này rồi. Đấy, cầu kèo này nghe ổn đấy nhở. À không biết cầu kèo như nào, nhưng mà đây câu thần chú mà mình hướng dẫn anh em này, cái mẹo mình vừa hướng dẫn anh em này đánh nghe ổn đấy anh em ạ. Quá ổn luôn đúng không? Hút phát gần 20M, nếu mà không bị nhờ cái chiếc khấu là hút cho 20M thôi. Nhưng mà thôi kệ, bị chiếc khấu hút xong không sao cả. Quan trọng mình đánh chuẩn để những cái con tiếp theo mình lãi lời được. Không lãi lời được thì ít nhất cũng phải đánh nó hòa vốn, hoặc là nó gọi là mất đi một số ít lãi đúng không? Đấy, nói chung là mình vẫn có lãi được. Ok chưa? Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn chi tiết anh em cách bắt cầu bằng con single một và tổng hợp single nhá. Hơi lan man về câu thần chú rồi. Tại vì câu thần chú nó cực kỳ hiệu quả mà, nên mình cũng phải hướng dẫn em kỹ một chút. Nhưng mà nó rất là dễ đánh thôi. Ở đây có 2:15, 2:00 thì mình sẽ đánh được một con xỉu thôi. Đấy, đơn giản như thế thôi anh em ạ. Ok nhá. Giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em bắt đầu tới con số 6 này. Tắt cách những người phía trái này màn hình đi cho em đỡ bị mù mắt. Anh em nào mà chưa đọc kịp những công thức đấy thì có thể tắt đi. À sorry, có thể là tạm dừng lại đọc nhá. Bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn chi tiết cho anh em. 6 đổ xuống, 6 cộng 1 lẻ là 14 một nghịch, 14 cộng 4 trả là 15 một thuận, 15 cộng 5 trả là 15 một thuận, 15 cộng 5 trả là 12 một thuận, 12 cộng 4 trả là xỉu 5 một nghịch, ok. 5 cộng 1 trả là xỉu 10 một nghịch, ok rồi. Cái câu này thì nhìn phát mình đoán luôn nó là cầu 33 hoặc cầu 21 đúng không? Nhưng mà tình hình này thì chưa rõ được, chưa biết được là nó là cầu 33 hay cầu 21 đâu anh em ạ. Nói chung là cái con nếu mà mình bắt kịp ấy thì chắc chắn cái con số 6 này mình sẽ có tỷ lệ là 90% nhá. Tại vì là anh em cứ nhớ cầu 33 hoặc 31 đấy, thì con thứ 5 của hai cái loại cầu đấy nó sẽ có tỷ lệ ăn cao nhất là 90%. Con này có đúng là con thứ 5 không? Đấy, tại vì cả hai cầu đấy nó đều chỉ ra con này là con nghịch mà, đúng không? Còn đến con tiếp theo thì đúng là thôi được rồi, bỏ quay không cũng được. Con đến đây đánh một mờ chiu chiu xem nó thế nào. Nhưng mà thôi, gọi là cũng khá phân vân khi mà có nên đánh tiếp hay không. Đấy, thì đánh tiếp thì cũng phải thôi anh em ạ. Tại vì con này tỷ lệ ăn của mình là 50-50 mà. Làm sao mà mình biết được liệu là nó ra cầu 33 hay liệu là nó ra cầu 321 đúng không? Đấy là mình cũng chỉ đánh là một mờ để có thể là dò xem có ngon không. Đấy, dò xem ăn được không. Đấy, cuối cùng là không ăn được anh em ạ. Cuối cùng nếu mà mình đánh được cái tay đấy thì chắc chắn là mình gãy. Ôi chưa? Đấy, nhưng mà mình không đánh, ok, vẫn cứ lậu ra thôi. Kẻ có đánh đi nữa thì cũng lỗ một mờ mà, lo gì đúng không anh em. Ok, con tiếp theo nhá, 9 cộng với 5, một con thuận là một con tài. Một con tài này,
cái con này 30-150 đúng không? Cái con này thì mình sẽ có tỷ lệ ăn bao nhiêu đấy? Con này tỷ lệ ăn đôi tầm loanh quanh là 80% nhá. Tại sao? Tại vì là đợi một chút, 80 còn đi đấy. Tại vì là cái con ở trên nó, cái cầu ở trên nó là cầu 33 em ạ. Mà sau cầu 33 thì thường thường nó sẽ về những loại sorry, không phải về những loại cầu mà là nó sẽ bị bẻ ngược lại cho cái con cuối cùng của 33. Ui, uài, 613 anh em ạ, 614 là hút rồi đấy. Nhưng mà cái con này 613, thôi được rồi, cũng chịu thôi đúng không anh em. 80% thì nó cũng có phải là 100% đâu mà. Đấy, rồi, cái con này là một con nghịch. Ai chà, ok đấy, ngon đấy anh em ạ. Con này là một con nghịch thì con tiếp theo bằng cái con đầu tiên, cái con thứ hai mình đánh cho anh em bằng cái công thức, gọi là cái cách cái câu thần chú đúng không? Đấy, cái câu thần chú hai con giống nhau đấy nhau mà mãi không nghĩ ra được là câu thần chú hay cái gì, não nó lag chậm quá anh em ạ. Ok thôi không sao. Đấy, con này là một con nghịch thì con tiếp theo mình có tỷ lệ ăn một con nghịch ở trong khoảng 90%. Tại vì là ở đây nhá, ở đây đúng không? Ở trên có thể là câu 33, 123 thật hoặc là 1234 gì đấy. Biết là ở đây mình thấy là bốn nghịch này thì nó sẽ có xu hướng là ra một cái cầu chuỗi. Mà cầu chuỗi thì ít nhất là nó phải 5 tay nghịch hoặc 5 tay thuận, hiểu chưa? Đấy, con này 16 một con nghịch là một xíu. Con này mình sẽ có tỷ lệ ăn một con nghịch đầu đi tầm khoảng 90%. Ok, không biết là nó như nào nhưng mà mình nghĩ là ăn thôi, tại vì con trước 80% tỷ lệ ăn mà nó đã gãy rồi đấy. Chắc lấy con này 90% tỷ lệ ăn mà nó gãy tiếp thì ảo quá, cũng có tỷ lệ là nó gãy tiếp liên tục nhá, nhưng mà rất là ít anh em ạ. Đấy, nên là cái tay này mình lại phá luôn là 20m anh em này, tí nữa quá tí đúng không, công thức đúng là không ăn được tay này thì mình ăn ở tay khác thôi. Cái quan trọng là mình có nhìn ra được là cầu kéo nó thế nào, mình có nhìn ra được là nó đang ra gọi là chạy ra cái xu hướng cầu kéo nó đang như thế nào, hay là mình đánh nó có vào tiền hợp lý thật hay không, mình muốn thể lãi lớn được. Anh em thấy mình vào tiền hợp lý không? Đấy, tỷ lệ ăn nhỏ thì mình vào nhỏ, mà tỷ lệ ăn lớn thì mình lại vào rất là lớn đúng không? Cái quan trọng là phải có kinh nghiệm. Đấy, thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho anh em qua từng cái video mình hướng dẫn cho anh em đã. Ok, thế thôi, hôm nay cho đến đây thôi. Anh em nào mà có câu hỏi nữa thì hãy comment phía dưới cho mình biết, mình sẽ lên video hướng dẫn cho nhé. Ok, đây đây nhá, chốt lại tầm khoảng là 30m đúng không? Bye bye, hẹn lại mọi người ở tí nữa là sao.